Mưa nhiều kèm gió mạnh là điều kiện để bệnh do vi khuẩn xuất hiện nhiều trên ruộng lúa, như bệnh cháy bì lá hay còn gọi là bạc lá vi khuẩn, thối nâu bẹ, lem lép hạt do vi khuẩn. Đồng thời, các bệnh do nấm cũng phát triển mạnh như đạo ôn, lem lép hạt do nấm. Đặc biệt là giai đoạn cây lúa làm đồng đến trổ, gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất và chất lượng lúa của bà con nông dân. Để phòng trừ, quản lý tốt được các tác nhân do nấm và vi khuẩn thì ngoài cái việc mà bà con chọn giống, rồi xử lý giống, vệ sinh đồng ruộng, nên xạ thưa bón phân cân đối, thì biện pháp sử dụng thuốc hóa học là rất cần thiết. Trong biện pháp sử dụng thuốc hóa học thì bà con phải xác định cho được cái tác nhân gây bệnh trên đồng của mình là do nấm hay vi khuẩn, hoặc là do cả hai cái tác nhân này, để có sử dụng các loại thuốc đặc trị kịp đúng theo cái tác nhân gây bệnh để mà có hiệu quả cao. Riêng trường hợp mà có cả hai tác nhân thì bà con phải biết phối hợp hai cái nhóm thuốc trừ vi khuẩn và trừ nấm để phòng trừ cùng một lúc. Hiểu được những khó khăn của bà con nông dân khi phải đối mặt với diễn tiến phức tạp của thời tiết, khí hậu và dịch bệnh thay đổi theo từng mùa vụ, công ty Hóa Nông Hợp Trí đã nghiên cứu và cho ra đời cặp đôi trị vi khuẩn nấm AgriLife 100SL và Kevia 325SC. AgriLife 100SL là thuốc trừ bệnh với thành phần là các axit hữu cơ. Thuốc có phổ tác dụng rộng, diệt trừ hiệu quả nhiều loại vi khuẩn và nấm gây hại trên nhiều loại cây trồng. AgriLife 100SL có tác dụng tiếp xúc, lưu dẫn mạnh, được cây hấp thụ nhanh chóng ngay sau khi phun thuốc và phân tán đều khắp các mô cây để ức chế hoạt động hệ thống men tế bào vi khuẩn và làm biến dạng vỏ tế bào của bào tử, sợi nấm, nên làm khô nhanh vết bệnh và ngăn chặn khả năng lây lan của vi khuẩn, giúp cây hồi phục nhanh chóng. AgriLife 100SL còn hoạt động như chất kích kháng, giúp cây sản sinh hoạt chất phytoalicin, làm tăng tính đề kháng với bệnh hại. Tiếp theo là dòng sản phẩm Kevia 325SC có thành phần bao gồm azoxystrobin 200g trên lít, difenoconazole 125g trên lít, có đặc tính nội hấp và lưu dẫn, tạo cơ chế phòng và trừ bệnh tối ưu. Ngoài ra, còn có khả năng diệt nấm bệnh khi vừa tiếp xúc và ngay cả khi đã xâm nhập vào bên trong cây. Để phòng trừ hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhất đối với bệnh do vi khuẩn như bệnh cháy bì lá hay còn gọi là bạc lá vi khuẩn, thối nâu bẹ, lem lép hạt do vi khuẩn. Đồng thời, các bệnh do nấm như đạo ôn, lem lép hạt do nấm, bà con nông dân nên sử dụng biện pháp phòng trừ tổng hợp như sau. Giai đoạn lúa trổ, khi lúa trổ lẹt xẹt 3-5% và sau khi trổ đều, phun phòng các bệnh cháy bì lá hay còn gọi là bạc lá vi khuẩn, thối nâu vi khuẩn, lem lép hạt do nấm và vi khuẩn và ngừa đạo ôn cổ bông. Hỗn hợp AgriLife 100SL và Kevia 325SC 15ml cộng 15ml trên một bình 16 lít. 2. Giai đoạn đẻ nhánh rộ đến làm đồng, phòng bệnh cháy bì lá hay còn gọi là bạc lá vi khuẩn, AgriLife 100SL 15-20ml trên 16 lít. Qua nhiều vụ lúa gần đây, tôi xịt bộ đôi nấm phẩn gồm Kevia và AgriLife xịt giai đoạn trước khi trổ và sau khi trổ. Tôi thấy hiệu quả rất là tốt, thì thấy cái màu lúa xanh bóng, tỷ lệ hạt chắc trên bông rất là cao. Tôi mua cặp sản phẩm Agila với Kevia là đặc trị cháy bì lá với thúi nâu bẹ. Tôi có sử dụng thời gian mà lúa đang trổ lẹt xẹt, so với mấy miếng ruộng khác là không có sử dụng thì đã bị cháy bì lá, còn của tôi thì sạch đẹp, không có bị cháy. Bắt đầu lúa trổ đều tôi sẽ mua sử dụng lần hai. Xử lý hạt giống AgriLife 100SL 2ml trên 1 lít nước, trộn đều với 20kg hạt giống sau khi lấy ngót 12 giờ trước khi xạ. Do cái mức độ thâm canh càng ngày càng cao, cùng với việc sử dụng rất nhiều cái nhóm thuốc trị bệnh phổ rộng ở trên thị trường và sự biến đổi của cái khí hậu thời tiết đó, diễn biến rất là bất thường. Do đó một số cái bệnh mà xuất hiện trên đồng lúa đó, rất là nhiều, như cái bệnh lem lép hạt do vi khuẩn, những bệnh thối thân, bạc lá vi khuẩn xảy ra. Nắm được cái quy luật phát triển và phát sinh của cái nhóm bệnh hại này, công ty Hợp Trí đưa ra giới thiệu hai sản phẩm, đó là cái AgriLife 100SL. Đây là cái thuốc mà đặc trị nhóm bệnh vi khuẩn trên ruộng lúa, bà con có thể áp dụng trong giai đoạn mà từ giai đoạn mà đẻ nhánh cho đến cái lúa làm đồng. AgriLife bà con sử dụng trong giai đoạn mà đẻ nhánh để mà phòng trị cái bệnh thối thân, thối gốc do vi khuẩn gây ra. Đặc biệt cái hỗn hợp, khi mà kết hợp hỗn hợp AgriLife cộng với Kevia thì bà con có một cái kết quả phòng trừ rất là tốt trên cái bệnh lem lép hạt do nấm và vi khuẩn như đã nêu trên. Bà con áp dụng giai đoạn mà lúa trổ lẹt xẹt từ 3 cho đến 5 ngày và khi mà cái giai đoạn lúa trổ đều, kính chúc bà con thành công. Với quan niệm lấy khoa học và kỹ thuật làm nền tảng cùng chiến lược kinh doanh lành mạnh, chúng tôi luôn định hướng nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mang lại hiệu quả cao, an toàn và tiện dụng cho nông dân, cho khách hàng, đặc biệt là những sản phẩm có xu hướng thân thiện với môi trường nhằm góp phần bảo tồn hệ sinh thái bền vững. Hợp Trí, vì nông nghiệp bền vững, vì sức khỏe cộng đồng.